Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại câu chuyện ngắn. Khán giả có những chương trình trò chuyện đã khuyên giảm về khuynh hướng chống ông Trump. Ông Kimmel không phải là người dẫn chương trình trò chuyện duy nhất để chứng kiến cái lượng khán giả tẩy chay trong năm qua. Những người dẫn chương trình tự do khác cũng có lượng xem vô cùng giảm. Theo chương trình của Fox, chương trình Late Night with Steve Mayer của NBC, từng thu hút khoảng 1.500.000 người xem vào 2016. Giờ chỉ có lượng người xem là 786.000 người. Chương trình Late Show của CBS đã mất 36% trong khoảng thời gian này. Ông Jimmy Fallon, người dẫn chương trình Tonight Show, cũng đã chứng kiến giảm 60%. 2018, ông Fallon đã xin lỗi về việc làm xù tóc của ông Trump trong cuộc phỏng vấn thân mật vài tuần trước khi trong cuộc đua 2016. Các nhà phê bình chống ông Trump cho rằng hành động đã đánh bóng cho ông Trump và giúp ông trong cuộc bầu cử. Chương trình tiểu phẩm hài Saturday Night Live vốn rất thiên vị đối xử với ông Trump so với ông Biden cũng đã bị sụt giảm số lượng về khán giả kinh hoàng. Theo phân tích của chương trình Fox News, chương trình này châm biếm ông Biden 3 lần cho 2000 khi ông nắm giữ. Ngược lại, ông Trump đã bị châm biếm nhất 11 lần trong chương trình đầu tiên của mình, 2016. Chương trình từng có trung bình 7 triệu người xem, nay chỉ còn có 4 triệu 7. Đó là nghiệp quật và đó là câu chuyện ngắn của Vũ Lân. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.